nó cũng đồng tình với mình, thì bây giờ mình cũng cảm thấy bản thân mình nó cũng nên kiếm thêm một người cho để sau này mình đau ốm thì con mình nó là, ví dụ con mình nó thương mình thì nó cũng còn vợ nó, thì hoặc là nó có cho mình đi chăng nữa cũng một vài triệu thì thôi, chứ không thể nào mà nó ở nó nuôi mình. Tìm một người nữ thương hợp tình thì về chăm chăm sóc với nhau chú ha. Chỉ có tuổi già là ông chăm bà chăm ông là nó mới chu đáo nhau thôi, chứ con thì chỉ gián tiếp thôi. Còn phải quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng rất là thú vị, độc đáo. Chú U70 vượt quãng đường rất xa tìm một nửa yêu thương của mình. Điều kiện kinh tế của chú cũng rất vững chắc. Chú tìm một nửa yêu thương là không cần giàu, không cần trẻ, già cũng được, nghèo cũng được. Câu chuyện thật hư như thế nào? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Trước khi bước vào câu chuyện, mấy anh em cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn, ai muốn tìm kiếm vợ body, ai muốn kết nối tình duyên thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình. Mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi, thay mặt mấy anh em ở đây, con chào chú. Dạ, chào chương trình bên Vi Hùng kết nối yêu thương. Chào khán giả trong và ngoài nước. Một lời trân trọng nhất. Dạ, chứ hết thì chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi chú? Chú tên Lê Văn Châu, chú sinh năm 1965. Dạ. Hiện sống và đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn hả chú ha? Dạ. Bên Vi Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Vi Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Hiểu sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, chú chia sẻ về tình trạng hôn nhân gia đình mình tí xíu chú. Cưới vợ hồi năm 1985. Rồi sống với vợ được 4 đứa con trai. Rồi tới 2008 đó thì coi như là bất đồng quan điểm, rồi ly thân tới 2013 thì dẫn đến ly hôn. Thì hiện nay 4 đứa con thì 2 thằng lớn thì có vợ, 2 thằng nhỏ thì chưa, nhưng mà cũng vẫn ở trên thành phố này đi làm hết. 2 thằng nhỏ nó ở với vợ, 2 thằng lớn thì nó ở riêng. Tôi thì tôi cũng mướn nhà ở riêng, cũng ở thành phố. Rồi, chú ở mấy chục năm, có 4 người con. Mà sao mà tới bây giờ bị chia tay vậy? Lớn rồi tôi rồi chú. Dạ, tình tiếng nói chung không có được, cho nên là cũng kéo dài vậy lắm. Kéo dài. Dạ, kéo dài thời gian rồi cuối cùng cũng phải dẫn đến ly hôn thôi. Lý do là do chú hay do bên cô? Hai bên hết, bên nào cũng giữ cái lập trường của mình hết, coi như là không ai nhìn ai hết chú. Dạ, cho nên là không tìm được tiếng nói chung dẫn đến ly hôn. Dạ. Rồi, hôm nay chú đi lên quãng đường xa, chú mệt không? Dạ, đi thì cũng khoảng đường xa, lên đây thì trước thì ghi hình thì cũng nhờ chương trình bên chú Huy Hùng để kết nối yêu thương cho tôi một người để mà mình đi hết cái khoảng đời còn lại. Rồi giờ bây giờ chú tìm một nửa thương là chú muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Thì cái độ tuổi thì cũng phải từ 50 mấy thì sắp lên, chứ mình đã lớn tuổi rồi mình đâu có tìm nhỏ tuổi được, cũng phải từ 50 mấy đi lên, 52, 53, 55 vậy đó. Cần người đó giàu có kinh tế gì không chú, hay là một người bình thường, công nhân bình thường hả chú? Thì mình tìm hiểu với nhau, rồi nếu mà nó hợp tình thì giàu nghèo gì cũng được, chứ mình không có nói ở đây là lên kiếm cái giàu nghèo, mà mình kiếm cái tình nghĩa. Nó hợp tình nghĩa rồi thì coi như là hột muối mình cũng cắn chia đôi được. Chứ sao hợp là được chú ha? Dạ, chứ mình giàu mà có nghèo cũng được hả chú? Đúng rồi. Bây giờ chú lo là hết hả? Thì coi như là mình góp gạo thành cơm, nếu cô đó có điều kiện thì mình đỡ được một chút, còn nếu cô đó có điều kiện thì mình cũng có thể là mình lo cái đời sống được. Dạ. Nếu mà hai bên có hết thì nó mình nhẹ ra tí. Nhưng mà cô bên kia có điều kiện thì chú cũng đỡ ha. Dạ. Mà nghèo cũng được. Thế bây giờ từ hồi mình chia tay rồi, chú có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Cũng mấy năm cách đây khoảng chừng 4-5 năm thì cũng có, nhưng mà cũng không có tìm được tiếng nói chung. Sao vậy chú? Tại vì là coi như là chú khó cái hiện nay không phải cơm áo gạo tiền. Thì ví dụ như vợ chồng á, thì cái lúc mình bằng được thì nó khác, còn cái lúc mình bằng không được nó khác, cho nên là không tìm được tiếng nói chung. Yeah. Ví dụ mình bằng được thì cũng đem về đó, mà mình bằng không được thì mình cũng phải ở đó. Nhưng mà chú tìm hiểu lâu không? Chưa có về chung một nhà không? Có ở chung không? Ở chung chứ. Ở chung được bao nhiêu năm? Ở chung cũng một năm mấy à. Năm mấy phát hiện ra không hợp chia tay tiếp thì
nó mới chia tay khoảng chừng 2 năm mấy nay, là cái lúc dịch á, lúc dịch là mình cũng bị ung tắc đó. Cái người đó trẻ không cơ chú? Người đó cũng 50 mấy rồi. Còn trẻ hả? 50 mấy rồi. Nhỏ hơn tôi chú 10 tuổi hơn á. 50 mấy là người đó hình như cũng từ 55, 57 chứ không nhỏ hơn 10 tuổi đâu. Dạ. Chú 59, 60 chứ nhiêu người đó cũng tương đối với chú vậy đó. Cho nên là nay thì cũng lên đây thì thấy em Út bên đây thì giới thiệu có nhiều người cũng mát tay, cho nên chú muốn lên đây thì mạo muội nhờ mấy em kiếm giúp dùm cho chú một rồi, người. Chú chia sẻ chút xíu về bản thân mình, tính cách của mình sao? Thì coi như là cái ưu điểm của chú đó, thì nếu mà mình quyết tâm cái gì thì làm cái đó phải cho bằng được. Còn cái yếu điểm đó, thì coi như là thì lúc ở quê đó, thì coi như mình gặp những người nghèo khó thì mình cũng có lợi mình tiếp. Có đôi khi mình tiếp bằng tiền, nhưng mà tiền thì chủ yếu là ít thôi, mình giúp bằng cái sức lực mình để mà mình cất nhà, cất đồ, coi như là từ thiện ở quê đó. Thì cũng có làm một lúc cũng hết 5 mấy rồi, sau đây mình lên trên đây mình làm rồi mình không có còn tham gia vô cái tổ đó nữa. Chứ còn cái yếu điểm là thương người nghèo dữ lắm. Tính tình chú làm sao? Chú có nóng tính, cọc tính không? Chú hòa đồng lắm, lớn nhỏ gì thì chú vẫn chơi bình thường. Ví dụ mình đừng có phân giai cấp, ví dụ mình lớn thì nó nhỏ thì nó nói gì vô cũng ăn nhậu chung, ngồi chung, ca hát đồ chung, mình hòa đồng với con cháu nó mới lợi chứ. Nếu mà mình có cái tính cách mình phân biệt thì coi như là mình sống độc thân luôn, nó xa cách mình hết. Cho nên chú hòa đồng lắm, nhã nhặn lắm. Chú có chơi đỏ đen không? Không. Không có chơi hả? Dạ. Thuốc cũng không, rượu chè cũng không. Ví dụ như làm gì đó một tuần hay hoặc là mình làm rồi cái công trình đó, có thể là tổ chức lại nhậu thì chú uống chừng 1-2 với lon bia là chú nghỉ rồi ca hát chơi thôi. Đó còn ngoài ra là chú không có gì hết. Không ngờ chú tính tình chú cũng hiền. Vậy mà sao mấy cô đến này không hợp? Thì chú khó không? Hợp, không phải không hợp về cái tính tình mà không hợp về vật chất. À, thì nhiều khi tôi đã nói đó, nhiều khi mình làm tiền thì có lúc mình làm được, có lúc mình làm không. Thì gặp cái sự cố thì mình làm không được thì nó lủng củng về cái vấn đề đó. Lúc làm có tiền thì vui vẻ hòa thuận. Đúng rồi. Lúc không có tiền thì chia tay. Dạ đúng rồi, lúc mà không có tiền thì cái kiểu mà không gọi là chia tay, nhưng mà cái kiểu mà không có được vui giờ kiểu như là nó có cái tư cách không có được, mình thấy không hòa nhã là thôi. Mình cũng tự giải thoát đi. Để mình cua mang hoài rồi chứ nó dẫn cái ấu đả nữa cũng vậy thôi à. Rồi bây giờ chú muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Thì chú muốn lên đây nhờ mấy chú Huy Hùng rồi trên đây kết nối yêu thương cho chú tìm được một cái người nào mà đức hạnh con người ta tốt. Chú có cần một người giàu có tài giỏi không hay một người bình thường thôi? Thì coi như là nếu có đức hạnh của người đó, mình thấy tánh tình người đó được thì giàu cũng được mà nghèo cũng được. Ừ, không quan trọng giàu nghèo ha. Không thua cái người đó chọn mình hay không thôi, chứ mình thì coi như là thương người đó thì giàu nghèo gì cũng được, chứ không phải đợi tới giàu. Bây giờ chú lấy vợ về thì mình sẽ tính cái đường tương lai thế nào? Thì theo cái ý của chú, ví dụ như mà mình vợ mà có chỗ ở, có chỗ làm thì mình cùng ở cùng làm. Còn nếu mà bên vợ không có thì mình cũng vẫn là về đây ở với chú ở nhà trọ. Nhưng mà ở quê thì vẫn có nhà, nhưng mà mình về quê làm gì, tao mình lên đây mình làm công việc ở trên đây mà. Chỉ quê nhà đây. Mình nhà dưới bự không chú? Nhà ở dưới thì kêu nhà cấp 4. Yeah. Thì bề ngang cũng 4 thước, chạy dài mười mấy thước vậy đó. Mình còn ruộng vườn cây trái không? Với vườn chút đỉnh xung quanh thì 5-3 cây xài vậy thôi, chứ đất ruộng vườn mình không có nhiều. Cho nên là quanh năm là sống ở trên đây thì mãn năm mới về một lần. Rồi hiện tại chú đang làm công việc gì hay gì hơn rồi chú? Chú đang làm bên xây dựng. Thầu xây dựng? Thầu xây dựng. Ồ, vậy là quá giỏi rồi chứ. Chú thầu công trình lớn hay là ở công trình vừa vừa chú? Mình vừa vừa thôi, lớn tại vì mình đâu có bàn đâu mà mình phải nhờ qua bên giám sát của thầu người ta lãnh rồi mình mới lãnh lợi. Thế chú thầu khu vực nào? Chú làm ở dưới bên đó đó, làm như bên chùa Phổ Quang nè, rồi bên chùa Phật Cô Đơn nè, rồi miếng nhà yêu cầu thầu ta lãnh được, ta giao cho mình cái giá mình làm có ăn thì rồi thầu xây dựng thì chắc cái thu nhập là cũng ổn định chú ha. Thì nói chung là cũng có gì có khác, thì mình tính bình quân thì một tháng mình trên dưới khoảng 15 triệu. Vậy là cũng vừa cao rồi. Dạ. Vậy tốt rồi đó, quá đã.
Thế thì hôm nay chú lên đây để con cháu mình biết không? Biết. Đáng lẽ bên ai kêu con nó đi đó, mà tại bữa nay bên công trình người ta hối đó, cán cái nền riết rằng ngày mai lót gạch, cho nên là thằng con nó chỉ bấm lên trên máy rồi nó chỉ hướng dẫn cái đường đi, nó chỉ cho mình vậy thôi rồi đi. Con cũng chỉ chú đi ha. Đi. Tại vì con bây giờ nó cũng đồng tình với mình, thì bây giờ mình cũng cảm thấy bản thân mình nó cũng nên kiếm thêm một người cho để sau này mình đau ốm thì con mình nó là, thì ví dụ con mình nó thương mình thì nó cũng còn vợ nó, thì hoặc là nó có cho mình đi chăng nữa cũng một vài triệu thì thôi, chứ không thể nào mà nó ở nó nuôi dạ, mình thì một người nữ thương hợp tình về chăm chăm sóc với nhau hả chú ha. Chỉ có tuổi già là ông chăm bà chăm ông là nó mới chu đáo với nhau thôi, chứ con thì chỉ gián tiếp thôi. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi, trực tiếp đâu. Rồi để kết thúc chương trình này, chú có lời nào nhắn gửi tới cô chú anh chị, đặc biệt là mấy cô đang xem chương trình này muốn kết nối với chú? Coi như là cứ lên chương trình này trước là chú ghi hình. Thì có mấy cô nào đó mà thấy những cái công chuyện mà cho tôi nêu lên nãy giờ đó, những cái cô nào mà có để ý thì coi như là mình kết bạn để mà mình tìm hiểu với nhau, để mà mình cùng với nhau đi hết một cái khoảng đời còn lại. Thì tôi hứa là mình sống hòa đồng, cuộc sống hòa đồng lắm, hiền từ nhỏ nhẹ chứ không có ăn chơi lỗ mãn cái gì hết, không có cờ bạc số đề hết, thuốc cũng không hút luôn. Thì này mà kiếm một người nào hợp tình hợp ý là phải chăm sóc suốt đời không chú ha? Dạ. Đừng có bỏ chạy nữa. Sống ở suốt đời luôn. Bây dạ. Giờ nhiêu tuổi rồi bỏ chạy nữa chắc chạy cũng không nổi. Rồi, tụi con cảm ơn chú đã tin tưởng đội lên nhà anh em kết nối với giùm chú. Thì tụi con cũng chúc chú luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nữ thương như mong đợi chú ha. Dạ, cuối chương trình tôi cũng không quên cảm ơn chú Huy Hùng bên kết nối yêu thương và cộng đồng mạng trong và ngoài nước cho tôi gửi lời là nếu tôi có gì sai sót xin cô bác anh chị em thông cảm bỏ qua cho. Dạ. Rồi hôm nay chú lên đây chú có cam kết những thông tin chú chia sẻ là đúng sự thật, chú chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình ha? Có ghi vậy đó. Rồi trong thông tin tôi ghi, nếu mà tôi có nói sai cái gì trong đó thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Rồi, chú có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video này chia sẻ trên mạng xã hội cam kết là không gỡ xuống, chú có đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông. Ở đây lại góp ý kiến cho chú có một cách nhìn đa chiều hơn. Và một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị. Chụp hình chứ. Alo. Chú mua lần nào chưa? Có mua một lần rồi. Mua một lần là chú tên gì? Tên chú Minh đó. Chú Minh hả? Chú Minh. Đường Lê Minh Quân. 0333 Cháu 2 đuôi 0333 62 chờ con Trúc vẫn kiểm tra. Đúng rồi, 62 đuôi đó. Rồi 62 đuôi là chú Minh rồi, Lê Minh Ngương. Phường Mỹ Lộc. Đúng. Bây giờ lấy hai chai nữa chú. Lấy thêm hai chai nữa chứ. Hôm trước chú một chai kia nó có bớt chút nào không? Bớt rồi, bớt chút đỉnh rồi. Bớt chút đỉnh rồi hả? Thì trước khi chú uống thì tình trạng bệnh chú làm sao? Nó đau nhức xương á, đau nhức mỏi đó. Dạ. Giờ uống thì nó bớt. Có hiệu quả. 10 phần bớt được mấy phần rồi chú? 10 phần nó bớt thì 2-3 vậy đó. Mới 2-3 phần, tại mình mới uống cò chai mà đúng không chú? Mới uống chai rồi thấy giảm bớt rồi. Chú uống được mấy ngày? Vậy là nói chung là vậy là cũng hợp rồi đó chú. Hợp thuốc á. Vậy là nó hợp rồi. Dạ. Mình mua thêm uống nè. Đúng rồi chú. Chú uống cho nó hết hẳn nha. Chúc mừng chú. Chú uống hiệu quả thì chú giới thiệu giúp con. Cho nhiều người ta có biết. Gì? Nhiều người ta không có biết đâu. Dạ. Rồi, rồi, cháu yên tâm đi, nó là vô giới thiệu dữ lắm. Rồi, con cảm ơn chú. Rồi, con gửi cho hai chai nữa hả? Rồi, con chào chú. Rồi, chào con. Dạ.